Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tây Ô Tô, tên giao dịch là Western Ford, được chính thức thành lập vào ngày 7 tháng 3 năm 2002. Là một trong những đại lý lớn nhất của Ford Việt Nam, được đầu tư trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn mới nhất của Ford toàn cầu. Tọa lạc tại số 530 Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, đây là một vị trí đắc địa ngay cửa ngõ đi các tỉnh miền Tây, giúp khách hàng các tỉnh miền Tây thuận tiện trong việc tham quan và trải nghiệm dịch vụ. Từ khi thành lập năm 2002, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho cộng đồng. Từ những ngày đầu tiên bắt đầu phục vụ khách hàng, Western Ford đã nhanh chóng khẳng định được chất lượng sản phẩm, dịch vụ và không ngừng lớn mạnh với mạng lưới hoạt động. Western Ford tại thành phố Hồ Chí Minh, Western Ford tại An Giang, Western Ford tại Đà Lạt. Kinh doanh xe Ford. Các chức năng kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm phân phối các dòng xe Ford mới 100% do Ford Việt Nam lắp ráp và nhập khẩu, kinh doanh xe đã qua sử dụng, thu xe cũ, đổi xe mới, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, trung đại tu xe Ford và các loại xe khác, tư vấn bán bảo hiểm xe, sửa chữa xe liên quan tới các công ty bảo hiểm, tư vấn làm đẹp xe, gắn phụ kiện xe chất lượng cao. Với thiết kế theo tiêu chuẩn Ford toàn cầu, từng địa điểm kinh doanh được bố trí thành nhiều phân khu hợp lý, kết nối với nhau chặt chẽ, bao gồm khu vực lễ tân, phòng chờ khách hàng, showroom trưng bày sản phẩm, xưởng dịch vụ. Tại showroom trưng bày tất cả các dòng xe mới nhất, giúp quý khách xem thực tế chiếc xe mình cần tìm. Đội ngũ tư vấn bán hàng chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ tư vấn để quý khách lựa chọn chiếc xe ưng ý nhất, với các giải pháp tài chính trả góp với lãi suất cực thấp, giúp quý khách dễ dàng sở hữu xe. Chỉ cần từ 30% là quý khách sẽ sở hữu chiếc xe ưng ý nhất. Hiện nay trên thị trường xe đã qua sử dụng có nhiều chủng loại, đặc biệt về chất lượng chưa được bảo đảm. Để giải quyết mối lo lắng về chất lượng xe cũ, khi khách hàng mua xe cũ tại hệ thống Western Ford, chiếc xe quý khách chúng tôi đã kiểm tra theo tiêu chuẩn quốc tế với 157 vị trí kiểm tra trên xe. Và xe khi bán cho quý khách sẽ được bảo hành 6 tháng hoặc 6.000 km. Ngoài ra, chương trình thu xe cũ, đổi xe mới nhanh chóng tiết kiệm thời gian. Thủ tục trả góp qua ngân hàng nhanh chóng, đơn giản. Chỉ cần có từ 30 đến 50% giá trị xe là quý khách sở hữu ngay chiếc xe ưng ý. Hệ thống xưởng dịch vụ được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Khu vực tiếp nhận xe vào sửa chữa với 12 cầu nâng nhiều tải trọng. Khoang sửa chữa nhanh với các trang thiết bị hiện đại nổi bật như máy kiểm tra góc đặt bánh xe, cân chỉnh lái điện tử nhập khẩu từ Ý, máy kiểm tra lực phanh, máy láng đĩa phanh, máy cân chỉnh đèn pha. Hệ thống phòng hiện đại chất lượng, sơn như hãng sản xuất. Những chiếc xe của khách hàng khi mang đến đại lý xe Western Ford sẽ được đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên có trình độ nghiệp vụ, tay nghề cao thăm khám, xác định vấn đề chiếc xe gặp phải và giải quyết nó một cách tối ưu nhất. Chúng tôi luôn cập nhật thông tin theo từng hồ sơ khách hàng, lên lịch bảo dưỡng, nhắc nhở khách hàng kiểm tra, bảo dưỡng xe, cố vấn dịch vụ chuyên nghiệp trong việc kiểm tra, chẩn đoán tình trạng hư hỏng của xe, thực hiện báo giá sửa chữa nhanh chóng, thời gian hoàn tất và giao xe hợp lý. Quy trình sửa chữa được thực hiện từng bước, vừa sửa chữa vừa kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn thành. Trong quá trình sử dụng dịch vụ, các khách hàng luôn cảm thấy thoải mái, thư giãn bởi khu vực phòng chờ được chúng tôi đầu tư trang bị đầy đủ tiện nghi như máy lạnh, wifi, tivi, tạp chí và các thức uống miễn phí, cà phê, nước ngọt, ăn trưa tại chỗ. Khi hoàn tất công đoạn sửa chữa, khách hàng nhận xe trong điều kiện tốt nhất, xe đạt chất lượng và luôn sạch bóng. Tại Western Ford còn có đội cứu nạn cứu hộ trên mọi tỉnh thành với các phương tiện chuyên dụng, thường trực 24/24 giờ. Đáp ứng mọi yêu cầu sửa chữa khi xe của quý khách gặp sự cố trên đường. Là đơn vị chuyên kinh doanh xe ô tô, Western Ford luôn quan tâm đến lợi ích chính đáng của khách hàng. Khi chiếc xe của chúng ta lưu thông trên đường phố, bất kỳ tình trạng gì cũng có thể xảy đến không lường trước được, gây thiệt hại về người và tài sản đối với người đi đường và chính bạn. Việc mua bảo hiểm xe hơi không những là một quyết định đúng đắn, mà còn mang lại rất nhiều lợi ích bảo vệ tài sản quý khách. Hiểu rõ được vấn đề trên, Western Ford phối hợp với tất cả các công ty bảo hiểm tại Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường kể từ khi chiếc xe của bạn được lăn bánh. Sau khi quý khách đã mua xe theo tiêu chuẩn xuất xưởng của nhà máy,
Rất nhiều khách hàng có nhu cầu trang trí gắn thêm phụ kiện để chiếc xe đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, tiện nghi hơn. Bộ phận kinh doanh phụ kiện của chúng tôi sẽ tư vấn theo sở thích của quý khách, theo tiêu chí thẩm mỹ, hợp lý, tiện dụng và tiết kiệm nhất. Đặc biệt, các sản phẩm của chúng tôi đều có bảo hành. Khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Western Ford luôn luôn cải tiến chất lượng phục vụ, cam kết đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, đưa các sản phẩm chất lượng đến với quý khách hàng. Thực hiện đúng tiêu chí, chất lượng, uy tín, đúng thời gian. Western Ford An Lạc, chất lượng dịch vụ ngàn năm thịnh, uy tín bán hàng vạn đời vinh. Western Ford, số 530 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 028-3877-6732. Hotline dịch vụ 1800-545445. Hỗ trợ kỹ thuật 0918-479696. Western Ford An Giang, 26-2A, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hotline dịch vụ 0916-646461. Hotline kỹ thuật 0983-001121. Western Ford Đà Lạt, 108 đường Hùng Vương, phường 11, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hotline dịch vụ 026-3355-4091. Hotline kỹ thuật 0973-1277-89.